Trời ơi, giờ này ông đang làm gì vậy? Từ sáng đến giờ, ông cho gà ăn hộ tôi và dọn chuồng gà chưa? Ờ, bà đi chợ về đấy à? Tôi mới vừa cho gà ăn xong, còn chưa kịp quét dọn chuồng. Ờ thế bà đi chợ mua thêm giống gà gì vậy? Đàn gà nhà mình đã có gần 200 con rồi, bà mua thêm để làm gì? Cái ông này, hay thật lỉnh! còn tỏ ra nguy hiểm tôi nói chồng biết nhá đây là giống gà đông tảo Ui. còn gọi là gà vua tiếng tiến vua nổi tiếng của quê hương hương yên mình nuôi gà này mới có lãi ông hiểu đấy. chưa ừ. một ăn ba đến bốn lần đấy gớm nghe bà nói thế thì cá cái thiên hạ này người ta đầu tư vào nuôi gà đông tảo hết à ông ơi ông rốt nắm ừ. người ta cho tôi bí kíp nuôi gà chân lại to lông mượt, mượt. không bị bệnh nuôi gà này mới có lãi ừ. ông hiểu chưa Đăng lên tiktok rồi đến uh, gần tết tôi cho thằng cu tít nhà mình nó đăng lên tích tiktok Môn gà dân tình các tỉnh mua lườm lượp ông hiểu chưa thôi thôi đi bà ơi bà đừng có ngồi trong rừng mơ mà đòi bắt con tường bỏ hôm qua chị hồng hàng xóm nhà mình cái kia kìa có sang trao đổi với tôi về việc chăn nuôi gà nhà mình bốc mùi theo hướng gió bắc sang nhà chị ấy vừa nhiều ruồi vừa gây ô nhiễm khó thở tôi uh, đang định bàn với bà để xử lý đây ông ơi ông rốt nắm ờ, hay là ừ. bây giờ ông này thích cô Hồng hàng xóm này rồi cái cô Hồng này là giáo viên váy ừ, áo sao? lúc nào cũng luột nà đầu tóc lúc nào cũng óng ả người phải... lúc nào cũng thơm phức. Ừ. lên ông thích rồi phải không ờ, hay cái bà này già rồi còn thích cái gì nữa mà thích mà cứ ăn nói vớ vẩn rồi, tôi 70 tuổi chứ phải là già. già là tôi gì? chăm sóc ông từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Ừ. Mỗi sáng tôi Vui bồi rồi. dưỡng cho ông hai quả, hai quả trứng vịt lộn, lại thêm ít rau răm gừng. À, thế thì ông lại đổ đi đâu? Quý Mà ông chẳng nói hoài gì đến tôi cả. Tôi đến, tôi bảo ông đi tắm thì ông lại bảo tôi mệt lắm. Tôi mệt quá tôi đi ngủ tối. Thì ông lại quay mặt vào tường. Người ông quay chẳng rồi. đoái hoài gì đến tôi. Ừ. Hay là ông tớ tưởng đến người khác rồi ừ, hả ông? Trời ơi! Sao tự nhiên bà có cái suy nghĩ như vậy? À, từ trước đến giờ, tôi chỉ có chung thủy với một mình bà. Có ai ngoài bà đâu mà bà cứ ăn ốc lối mò. Tôi có lối oan cho ông đâu. Ừ. Trước đây thì ông cứ đều như vắt chanh. Ừ, Bây rồi, giờ tự nhiên lại kêu đau lưng, đau gối. Thì, thì làm đâu? làm sao được? Ôi trời ơi! <laughs> Bao nhiêu tuổi rồi mà bà còn đòi như vắt chanh Thôi, đã thế thì hôm nay tôi cũng cố <cười> <cười> Vậy thì tôi dặn ông này Nếu cô Hồng hay cô Huệ Cô Lào sang đây cũng kệ okay. Vì Chán họ có lương đấy. Còn ông có tiền thương bệnh binh Còn tôi thì Lào có tiền gì đâu Lên không chăn nuôi, cám cũng chả có mà ăn Ừ thì mình nuôi ít thôi gọi là nuôi nhưng mà phải uh, uh, không được ảnh hưởng đến hàng xóm chứ bây giờ bà cứ mua thêm con giống tăng đàn là không được đâu thôi tôi không nói với ông nữa cô lành sang chơi đấy à cô lành sang chơi đấy à ừ. em chào anh chị chào cô. hôm nay em qua anh chị để xin bữa cơm ấy da dạ. Cô lành dạo này biết nói đùa rồi cơ đấy. Sao hồi này à, trong... Từ trước đến giờ có bao giờ chịu ăn cơm nhà tôi đâu. Cứ sang chơi thì vội vội vòng vàng còn cơm nước gì nữa. Em cũng muốn ăn lắm chứ. Nhưng em vẫn chăn nuôi. Nên à. không bao giờ có thời gian dạ, ăn uống cùng à? anh chị được. À, Sao hôm nay trông ra cô cứ xanh xao. những người bị bệnh vậy. Xấu hơn trước. Chị ơi em... <laughs> Thu ấy biết chưa? Biết chưa? Em chưa dám nói với nhà em là em biết là do hàng xóm đấy à Biết là do hàng xóm là sao? Cô nói vậy sao hiểu lỗi bình tĩnh vào nói cho anh chị nghe xem nào chả là hàng xóm nhà em sang kêu nhiều ừ. Ừ. lần về việc ăn chăn ừ. nuôi ừ. nợn gà làm bốc ừ. mùi sang nhà hàng ừ. xóm, làm ô nhiễm không khí. À, nên à, chồng cô hàng xóm bị ho lâu ngày, họ vừa đi khám về thì phát hiện ung thư phổi giai đoạn 2 rồi. Cô vợ đi báo chính quyền bảo là sẽ kiện nhà em về việc làm ô nhiễm không khí ừ. nên à, bắt nhà em phải hỗ trợ tiền thuốc thang đấy anh chị ạ. À. Ôi tiên lắm. Sao lại Ờ, kết luận do mùi chăn nuôi của nhà mình khiến chồng họ bị ung thư phổi. Vâng, ban đầu em cũng điên lắm, chửi nhau một hồi. Chửi Rồi nhau. chính quyền đến can ngăn, em bị xử phạt, yêu cầu em là phải chấm dứt việc chăn nuôi tại hộ gia đình. Đúng Nó còn rùa em, mong mày cũng bị ung thư giống chồng tao cho biết mặt. Đúng Vậy em đi khám xét nghi âm, hôm nay mới biết kết quả nên em chưa dám về nhà. Đâu đâu, đâu. kết quả đâu, cô đưa tôi xem cái nào. Đây, trong cái túi này chị lấy ra hộ em. Tôi xem cái nào, ông ơi, em bị ung thư thật rồi. Ôi, đây mới u uh, 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 nghi là ca thôi, còn phải chờ xét nghiệm sinh thiết mới có kết luận. Cô đừng lo lắng nhá. Vâng, còn chờ một lần nữa mới biết chính xác. Nhưng em cũng ho lắm, khả năng <laughs> ung thư phổi <laughs> cao đấy anh chị à. <laughs> Vậy là cầu trời khấn Phật mong em tôi không làm sao Rồi, chỉ là sao? u vớ u vẩn thôi em đừng lo no em nhé <laughs> ông ơi dạo ừ, này tôi thấy ông ho nhiều ừ, hay là mai ông đi khám bệnh cho tôi nhờ nếu ông có làm sao chắc mẹ con tôi không sống nổi Thu, thui cái mồm bà đi bà cứ suy diễn vớ vẩn tôi ho là do tôi hút thuốc lần này tôi bỏ thuốc là hết ho thôi tôi lo lắm hay là mai ông cứ đi khám ừ. có được không để xem sao đã Chào anh, chào, anh chào, chào anh chị thân thiện. Chào anh chị thân thiện. Chào cô này. Chào. chào, chào, chào May quá hôm nay chúng tôi đến gặp cả hai anh chị đều có anh mặt ở nhà. Chào đồng chí trưởng thôn và chị cán bộ phụ nữ xã. Mời anh chị ra bàn uống nước ạ. Vâng. Thôi tôi cũng xin phép vào chuyện ngay. Chuyện là thế này, vừa rồi một số hộ dân trong khu dân cư có phản ảnh về việc anh chị nuôi đàn gà quá lớn ạ. làm ảnh hưởng đến không khí, gây ừ. ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đã nhiều lần họp dân thông báo với bà con về nghị quyết số 330 vâng. ngày mùng 9 tháng 12 năm 2022 yeah. của hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về chính sách hỗ trợ khi di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực. Trong đó có nhà anh chị. Vậy mà đến nay anh chị vẫn chưa nghiêm túc thực hiện. Okay. Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được đơn báo cáo của một số hộ dân trong khu dân cư về việc có mùi hôi thối. Rồi ruồi muỗi bốc ra từ phân chuồng trại của anh chị làm ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình của họ. Chính vì vậy họ đã đề nghị chúng tôi có biện pháp can thiệp để anh chị chuyển đổi lơi chăn nuôi ra khỏi khu vực quy hoạch của địa phương. Vâng báo cáo anh chị hôm nay để anh chị đến nhà tôi nói như vậy là gia đình tôi xấu hổ lắm. Ngay bây giờ tôi sẽ bàn với nhà tôi để di rời đàn gà ra khỏi khu dân cư phải không bà Thị Vâng ạ. À hôm nay em qua hai bác là để báo với chị gái em hãy chấp hành quy định của nhà nước đó là không cấm chăn nuôi nhưng phải chấp hành việc di rời chăn nuôi xa lơi dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường sống lành mạnh sạch sẽ chứ cứ như em đây thì hối cũng không kịp tôi đã hiểu ra rồi tiền thì ai cũng quý ai nhưng làm quý? gì thì làm trước tiên là phải quan tâm đến sức khỏe phải không ông đúng rồi nhà tôi chưa chấp hành việc di rời đàn gà ra xa lơi dân cư là do lỗi ở tôi chứ ông nhà tôi cũng đã vận động tôi rất nhiều lần tôi rất xin lỗi anh chị và hàng xóm về việc chăn nuôi của nhà tôi Uh, ngay bây giờ uh, gia đình tôi sẽ uh, nghiên cứu cái khu vực chăn nuôi mới và sẽ di rời đàn gà ra khỏi khu dân cư anh uh, chị cứ yên tâm ạ. À. Vâng anh chị uh, làm được như vậy thì tốt rồi. Mọi người không chăn nuôi ở trong khu dân cư nữa thì uh, uh, nhà nhà sẽ mở được cửa đón được khí trời phải không anh chị? Ngày mai thôn ta có cuộc giao lưu với thôn bạn trong uh, chương trình lưu giữ hồn quê. Đúng có cả tiểu phẩm về giữ gìn vệ sinh môi trường đấy. Anh chị nhớ tham gia nhé. Nhất định gia đình chúng tôi sẽ tham gia và cổ vũ ạ. Được vâng, rồi. thôi thế chúng tôi còn phải đi một số hộ dân khác. Vâng. À, xin chào anh chị thân thiện. Dạ vâng, chào các đồng chí Chào cô vâng. lành. Dạ vâng ạ. Dạ, vâng.